Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị em đã quay lại với kênh của em ha. Thì hôm nay em tiếp tục may mai vàng vườn của chị Nhiên cho anh chị em mình giao lưu thêm một số loại mai vàng ha. Thì em cũng sẽ mượn chị Nhiên chủ vườn để tư vấn cho anh chị em mình một số loại mai để hiện tại đang nằm ở trên vườn. Anh em mình xem clip mình thích cái loại nào, anh em mình sẽ liên hệ trực tiếp bên nhà vườn của chị Nhiên giùm em, số điện thoại sẽ ghi ở trên cái tiêu đề của cái video. Anh em mình gặp trực tiếp chủ vườn để mình trao đổi ha. Hàng ra tới, anh em mình đặt cây gì, loại nào, bao nhiêu cây, hàng ra tới, anh em mình việc là cắt thùng xốp ra, anh em mình kiểm tra đâu đó ok hết, rồi anh em mình sẽ thanh toán tiền cho nhà vườn. Ngoài ra những vấn đề anh em mình mượn người ở nhà nhận, anh em nhận hàng mà không kiểm tra hàng, nhận xong rồi về cắt ra thùng mót, cục gạch ở đâu trong đó hay gì đó thì sẽ không có ai giải quyết được cho anh em mình ha. Hoặc là cây gửi ra gãy rụng hư gì mà anh em mình không kiểm tra hàng, mà anh em mình ký nhận rồi cũng sẽ không có ai giải quyết cho anh em. Tại vì nhà vườn người ta ở đây, người ta đóng hàng cho anh em mình, việc theo bưu điện gì đó, vô đây kiểm tra đúng như cái cây tạo bill thì người ta sẽ nhận hàng, nhưng mà trong cái quá trình vận chuyển thì cây nó sẽ nhiều khi chở xe tải nó dục, nó gãy, nó hư, hoặc là nó bị tráo hàng gì đó, mà anh em mình cứ nhảy ra, anh em mình tin tưởng chủ kênh, tin tưởng nhà vườn mà anh em không kiểm tra hàng thì cái đó sẽ không giải quyết cho anh em mình nha. Chứ anh em mình nhận nó hàng nó đi đâu cả tâm qua tay cả tâm lần, mà anh em mình quay qua anh em mình nói tin tưởng nhà vườn rồi tin tưởng chủ kênh rồi mới mua là không có ai giải quyết được cho anh em mình nha. Rồi bây giờ em sẽ mượn chị Nhiên tư vấn cho anh chị em mình. Đây, chủ vườn chị Nhiên ha. Dạ chào cô chú anh chị em, hôm nay tại vườn em giao lưu một số mai giống và một số mai ghép mình chơi Tết nha. Em thanh lý lô mai 35.000. Rồi có loại nào hả chị? Này là cúc phò hương nha. Giá bao nhiêu một cây hả chị? 35.000. Đồng giá ha. Đồng giá 35.000. Cái lô này hiện tại là đồng giá 35.000 nè. Giống đầu tiên là 5 cây gửi hàng 10 bao ship tặng 1. À, 5 gửi hàng 10 bao ship tặng thêm một cây, nếu mà 10 cây thì sẽ tặng được một cây, đồng giá 35 ha. Giống đầu tiên là cúc phò hương nha. Ừ. Chiều cao bao nhiêu luôn hả chị? Cao khoảng 20-25. Chiều cao lấy trung bình từ 20 cho đến 25 cm, cây hiện tại thì đang nằm chậu dây 6. Cây này thì ghép cũng tầm khoảng 8-9 tháng ha, và đã vô dây dựng ngọn cho anh chị em mình hết rồi, về anh chị em mình cứ để về chăm sóc ha. Tới cuối năm thì mình chuyển qua mình cắt đô, mình sang qua C7, còn không thì mình tới Tết mình lãi lá mình chơi hoa. Rồi, giống đầu tiên. Cúc phò hương này dẫu lá gai. Giống thứ hai, kích thước luôn, chị báo tên giống thì kích thước luôn ha. Cũng tầm 20-30 à. Rồi, ok, tiếp tục luôn. Cúc 150 cánh. Dẫu Phú Tân. Kích thước là nó đều với nhau hết nha, tầm khoảng 20-30 hết. Rồi, ok. Cúc Tân Châu. 24-36 cánh. Cúc VIP. Cúc VIP, cúc tri kỷ ha. Dẫu siêu nụ. Cây này thì đã vô dây dựng ngọn hết cho anh chị em mình rồi, cây nó tàn còn quay hết rồi. Cây nào cũng vô dây dựng ngọn rồi hết nha. Dẫu Thủ Đức. Dẫu Thủ Đức. Bông từ 8 đến 12 cánh. Hoàng Quyết Long không nhị, nó này có bông mà bông hôm qua rồi nó hơi héo rồi. Hoàng Quyết Long không nhị ha. Cúc nhị dài. Cúc nhị dài. Này cũng có mặt bông, đang có nụ nhiều luôn. Rồi. À, này đồng giá là 35.000 hết nha. À, nguyên cái cụm ở đây ha. Ở đây thì mai giống người ta đã sắp ra từng luống như thế này ha. Tại vì sân chật á, đi qua đi lại quay cho anh em mình thì rất là khó khăn. Nên ở đây đã gom cây ra để một cụm để quay báo tên giống và kích thước cây cho anh chị em mình ha. Còn đây nguyên một cái khu mai giống này, anh em thấy không? À, rất là nhiều cây đang nằm trên sân á, anh em mình mua sỉ lẻ thì mình có thể là chạy xuống tới vườn để mình xem cây trực tiếp tại vườn luôn, rồi anh em mình giao lưu cũng được ha. Rồi mình tới cái lô nào? Lô 50.000. Dạ, tới lô 50.000 hả chị. Rồi xin qua đây con đi, con quay lên đây cho đừng trái nắng. Đầu rồi. Tiên là đại lộc nha. À, đồng giá là 50.000 một cây. Cây này là hai mùa hết thầy, cây có cắt đôn. Đồng giá là 50.000 một cây, bao nhiêu cây chị gửi hàng? 3 cây gửi 5 bao ship, 10 cũng tặng 1 luôn nha. 3 gửi hàng 5 bao ship và 10 cây thì sẽ được tặng thêm 1 cây, giá là 50.000 một cây. À, đồng giá cây cũng hiện tại em thấy là nằm chỗ C6. Rồi. Cây này nó già mùa hơn. Ừ, già mùa hơn. Ừ. Cây này khoảng mùa rưỡi ha. À, vô dây dựng ngọn y như cái lô kia hết rồi nha anh em. Cây này thì về anh em mình có thể là sang qua cây C7 ha. Cây này nằm từ 25-30 cm nha. Cây vô dây dựng ngọn hết. 25-30 cm, kích thước thì vẫn bằng với cây kia, nhưng mà cây này được cái là nó già mùa hơn. Đã già rồi. Cây này cái tán nó cũng to hơn, như về anh em mình có thể là sang qua chậu C7 cũng được ha. Thứ hai là Thủ Đức nha. Rồi cái tiếp. Thứ ba là Bạch Mai Độc Hồng.
bạch mai đột hồng, cái lên cái lá vẫn là hoa màu trắng nhưng mà khi mà lên lên lá nó sẽ hồng, chuyển qua màu hồng ha. Sọc cẩm thạch. Rồi tiếp tục chị. Cúc đột xanh. Cúc đột xanh, cái bông đột xanh này nó rất là to luôn anh em. Nó nằm ở dòng cúc nhưng mà cúc đột xanh với cúc hoàng đế là cái bông nó to nhất ha, hiện tại bên dòng cúc. Cúc VIP, cúc tri kỷ. Cũng đã vô dây dựng ngọn hết cho anh chị em mình rồi. Này hành mai nha, hành mai bông nó màu xanh nha, trắng xanh. Bông này thì sẽ là từ 5 cho đến 12 cánh nha anh em. Hành mai ha, hành mai thì cái số tỷ lệ cánh nó sẽ không có đều giống như những cái dòng khác tí. Này là dẫu đa phúc. Dẫu đa phúc này cao hơn nha, tầm khoảng 30, 30, 35. Dẫu đa phúc, cây này về đây mình lấy bo cũng được ha. Cây thả rất là sung cây. Tiếp theo là cúc hoa hương. Cúc hoa hương cũng 35 tới bo, còn khoảng 35 nha, 35, 40. Nó cao hơn mấy loại kia nha. Đa phúc với cúc hoa hương nó sẽ cao hơn ha. Rồi, tiếp siêu bông Sài Gòn. Cây ghép gốc quấn rễ. Siêu bông Sài Gòn. Rồi. Cúc nữ hoàng pha lê. Mấy này về đây mình sang qua chậu xe bãi được hết rồi. Dẫu tự sắn. Dẫu Phú Tân. Phú Tân. Này đồng giá 50.000 hết nha, 3 cây gửi 5 bao ship, 10 cây tặng 1. Rồi. Cúc Tân Châu. Cây tàn còn vẫn đọt nên đẹp hết rồi nha. Rồi, cái nguyên cái cụm ở bên đây là bên đây cái khu vẫn là khu bên đây mà khu to hơn ha, mà giống bự hơn bên đây thì nó sẽ to hơn, đồng giá là 50.000, số lượng cây gửi hàng là 3 gửi 5 bao ship và 10 thì vẫn là được tặng thêm một cây. Rồi mình qua tiếp tục qua cái lô to hơn tí nữa nha nè. Ở đây thì nhà vườn người ta làm rất là nhiều loại, thứ nhất đó là làm tới cái giai đoạn nào thì người ta sẽ phân lô ra người ta bán. Nhiều khi anh em mình cứ nghĩ anh em mình không biết bên kia 50, bên đây 30, bên kia 20, bên kia 10.000 á, thì nhiều khi anh em mình không có nắm được. Cây thì nó rất là nhiều cái giai đoạn, cây 5 tháng giá nhiều, 3 tháng giá nhiều, rồi cây 5 giá nhiều ha, thì người ta sẽ phân ra đó thôi. Rồi tiếp theo là cái này, loại này lớn hơn là 70.000 nha, cũng 3 cây gửi 5 bao ship, 10 cây cũng tặng 1 cây luôn. Cái này loại nào hả chị? Cái này là cúc Hòa Hương, Thủ Đức, Đại Lộc, cúc Tân Châu, Dẫu Phú Tân. Nhưng mà rồi, loại lớn. Báo kích thước từng loại giùm em đi. Hòa Hương này tầm khoảng 40 cm nha. Hòa Hương, cây hiện tại thì đang nằm trong số mấy? C7, C7, C8 nha, cây này C8. Hòa Hương C8 nha. Cây tàn toàn dựng đọt rồi hết. Rồi, tiếp tục. Đây là Dẫu Thủ Đức. Dẫu Thủ Đức. Thủ Đức cũng cao tầm 40 luôn nha. Mấy cây này về anh em mình một là sang qua bên cái chậu đẹp, anh em mình chơi Tết luôn, còn không anh em mình có thể là cây bấm Thủ Đức nằm chậu C7 nha. Anh em mình đưa ra đất, anh em mình trồng luôn. Cái này thì về anh em mình sẽ sang qua chậu đẹp hết đi. Rồi anh em mình nuôi giờ tới Tết là anh em mình chơi Tết được luôn rồi ha. Anh em mình mua về là cây người ta đang vận chuyển trong thùng, anh em mình rút ra bấm bỏ những cái đọt non. Rồi bắt đầu mình sang qua chậu là bây giờ tới Tết là cây của anh em mình nó đã ra rễ mạnh khỏe rồi. Thì anh em mình sẽ chơi Tết được luôn. Chứ còn nhiều khi anh em mình để trong cái chậu này, anh em mình nuôi đã cái gần Tết, cái anh em mình bỏ qua chậu đẹp thì cái cây của mình nó sẽ bị động rễ, hoa của mình nó sẽ nở không đẹp bằng của người ta ha. Nên giờ có hai trường hợp, về là anh em mình một là trồng để chơi Tết thì anh em mình sang qua chậu đẹp, còn không thì anh em mình rút cây đất trồng. Còn nếu mà anh em mình nuôi để trong chậu này nuôi qua Tết mình trồng hay gì đó thì mình cứ để chậu này mình nuôi cũng được ha. Tại vì qua chậu C7, C8 thì chậu cũng rất là to nên cây sẵn rồi. Rồi tiếp tục chị. Này là cúc Tân Châu. Cúc Tân Châu 24 36 cánh ha, cũng đã vô dây dựng ngọn cho anh chị em mình hết rồi. Cây tàn tròn, cây thì lớn ha. Lớn hơn. Dẫu Phú Tân. Dẫu Phú Tân. Cây gốc có quấn rễ hết nha. Đa số đều có quấn rễ. Phú Tân thì bông từ 12 cho đến 24 cánh. Đồng giá là 70.000. Rồi, mình còn loại nào nữa không? Nguyên cái còn lô này loại là lớn, hết không? Còn loại mình chơi Tết, loại chậu nha. Loại 100.000 với 200. Cái lô này là đồng giá là 70.000 một cây, 3 gửi hàng, 5 bao ship và 10 cây thì cũng sẽ vẫn được tặng thêm một cây. Anh em mua loại nào thì nhà vườn người ta sẽ tặng loại đó cho anh chị em mình ha. Cái trường hợp anh em mình mua 5 cây 70 và 5 cây 50 thì nhà vườn người ta sẽ tặng cây 50 cho anh chị em mình nha. Rồi bây giờ thì anh em mình sẽ tiếp tục ha. Rồi loại nào đó chị? Loại 100.000 cũng mà 4 giống luôn. Dạ. Rồi chị cầm cây lên chị quay giới thiệu đi. Này là Đại Lộc nha. Nằm đang chậu 2 tấc.
cây này tầm ghép 40, mấy mùa chị? 40 cm, cây này hơn 2 mùa rồi nha. Hơn 2 mùa. À, giá là bao nhiêu nãy chị nói nhỉ? 100 ngàn một cây. À, 100 ngàn một cây. Cũng 3 cây gửi 5 bao ship, 10 cây cũng tặng một cây luôn nha. Ừ, 3 gửi 5 bao ship, 10 tặng một. Cây này khi làm chậu xi măng thì nhà vườn người ta gửi hàng, người ta sẽ rút cái chậu xi măng ra ha để vận chuyển cho anh em mình nó nhẹ hơn. Cây thì ghép liền cốt hầu như là 100%, cây có quấn rễ hết như thế này ha. Mình lấy trung bình chiều cao nó khoảng bao nhiêu khi mình gửi khách hả chị? Chiều cao khoảng 35-40 đi, 40 cho tại cái này tàn nó toàn đều. À, chiều cao trung bình khoảng 40. Rồi cái lô này thì mấy giống, chị đọc giống lại ha. 4 giống. À, Đại Lộc, Thủ Đức, Cúc Trân Châu, Phú Tân. Ừ, 4 loại, đồng giá là 100 nha anh em. Cái đó là Đại Lộc này, Thủ Đức nha. Ừ. Cây này gốc nào cũng có quấn rễ, ghép quấn rễ hết. Lô này thì đừng cái là nó ghép nó già mùa. Ngọn hết luôn nha. Liền cốt già mùa nha anh em. Cây này về anh em mình sang qua chậu đẹp y như cái loại 70 đi. Nếu mà mình, tại vì lúc mà mình vận chuyển về thì nhà vườn người ta sẽ không có gửi cái chậu, là về anh em mình lấy cái bầu nếu đó anh em mình sang qua chậu đẹp luôn. Nếu mà tới lựa vườn thì em giao chung số lượng nhiệm cho xe tải làm giao nguyên chậu luôn nha. Tiếp theo là Cúc Tân Châu nha, 24-36 cắm. Cây cũng vô dây dựng ngọn hết luôn nha. Cây đang nằm chậu 2 tấc. Khi gửi hàng mình cũng không có gửi chậu ha, giống như mấy cái loại kia thôi. Cái này mấy cái hàng nằm chậu xi măng này mình gửi thì mình sẽ không có gửi chậu, mình sẽ bó bầu để cái chậu xi măng của mình gửi nó sẽ bị bể ha. Rồi, Phú Tân. Tiếp theo là giỏ Phú Tân. Mấy cái này lúc gài anh em về sang qua chậu đẹp rồi cái anh em mình gông lá, rồi bắt đầu mình bấm đọt, mình vô dây, mình chỉnh sửa nhẹ cái là mình chơi Tết được rồi. Còn không thì mình cứ đâm ra đất anh em mình trồng. Vẫn là hàng quấn rễ cũ ha. Rồi nguyên đây. Tiếp theo là loại lớn hơn nha, loại 2 tâm. Luống này ha. Đây người ta sắp ra từng luống hết cho anh em mình rồi. 2 tâm có 3 giống rồi nha. Này cúc quýp, cúc tri kỷ. Cây này thì cao khoảng 50-60 nha. Chiều cao 50-60 cm. Cúc VIP, cúc tri kỷ, cái chột ghép rất là to nha nè. Cái này là liền cốt 100% hết này. Ừ, cái này chiều cao lấy nhiêu hả chị? Cao, chiều cao lấy từ 50. 50 đổ lên ha. 50 đổ lên. 50-60 đi. Rồi, mình kế tiếp là cái nào? Cái này là Đại Lộc. Đại Lộc. Đại Lộc này cũng liền cốt 100% hết rồi nha. Cây già cây ha. Nãy chị báo giá nhiêu cây? 200. 200 ngàn một cây. 2 cây gửi 4 bao ship. Ừ, 2 gửi 4 bao ship. À, còn giống nữa là giống đà Thủ Đức. Đức. 2 gửi hàng 4 bao ship. Có tặng không? 10 tặng 1 luôn. Ừ, hàng lớn này vẫn là 10 tặng 1 nha. Mua hàng nào thì sẽ tặng loại đó nha. Vì cây này là 4 cây là bao ship nha. Ừ, 2 gửi hàng 4 bao ship 10 tặng 1. Ừ, Thủ Đức này mình lấy chiều cao cũng tầm khoảng 50 đổ lên ha. Ừ, tầm khoảng 50. Ừ, cây này cũng khoảng 3 mùa ngoài rồi nha anh em. Cây cốt cây rất chọn, là già. Cái chọc ghép của nó bự hơn con cây cái nhiều nha. Ừ. Tàn tròn hết, cái hàng này hàng chơi Tết ha. Thì cái hàng 70 ngàn hồi nãy em quay cho anh em mình đó, 70 ngàn, 100 ngàn đến 200 ngàn là ba loại đó là chơi Tết dư sức hết. Thì về anh em mình sang qua chậu đẹp, mình bấm đọt tạo nụ ha. Tới tháng 9, tháng 10 thì bắt đầu mình sẽ tạo nụ cho nó để mình chơi Tết. Còn cái hàng máy giống hàng 50, 30, 35 ngàn á thì nó còn hơi ít tiền. Thì mình về mình có thể là nuôi để lấy giống. Hoặc là nếu mà mình chơi Tết á thì mình cũng phải làm nụ nó, nhưng mà nụ của nó thì nó sẽ ít. Tại vì nó có ba mấy 40 ngàn mà anh em, thì nó sẽ ít tương đối hơn ha. Rồi mình còn loại nào nữa không hả chị? Hết rồi. Dạ. Thì có tổng cộng là quay cho anh em mình 4 lô, một lô là 35.000 một cây, 5 gửi hàng, 10 bao ship và tặng thêm một cây. Rồi cái loại thứ hai là 50.000 là 5 gửi hàng, 10 bao ship, vẫn là tặng một cây, mua loại nào tặng loại đó. 70.000 thì cũng là 5 3 gửi hàng, 5 bao ship và 10 vẫn là tặng một. Rồi cái loại 100 thì cũng vậy là 2 gửi, 5 bao ship, 10 tặng một. Cái loại 200.000 thì cũng vẫn vậy luôn, 2 gửi 4 bao ship 10 tặng 1 ha. Thì mua loại nào tặng loại đó, nhiều khi có những cái trường hợp anh em mình mua, ví dụ như mình mua 5 cây 50 và 5 cây 200.000 thì người ta sẽ tặng cho anh em mình là một cái cây 100.000 ha. Ví dụ người ta sẽ chẻ đôi ra ta tặng anh em mình nha. Chứ để nhiều khi anh em mình mua tới 9 cây nhỏ mà anh em mua cây bự, cái anh em mình đòi tặng cây bự thì nhà vườn người ta sẽ lỗ, người ta sẽ tặng không được nha. Rồi mai vừa ăn này thì tại vườn tại nhà, anh em mình có thể xuống trực tiếp bên nhà vườn để mình xem cây trực tiếp luôn, mình lấy số lượng nhiều. Còn nếu mới anh em mình đặt qua mạng thì anh em mình hàng ra tới nhớ là kiểm tra đủ số lượng cây, cây đúng như trên video quay cho anh em thì anh em sẽ thanh toán tiền cho nhà vườn ha. Rồi em cảm ơn cô chú anh chị em mình đã xem và ủng hộ trong thời gian qua rất là nhiều. Cảm ơn cô chú anh chị em mình thêm lần nữa luôn.